Đây là video hướng dẫn sử dụng CapCut cho những người mới bắt đầu. Xin chào các bạn, tôi là Đinh Thế Nam. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta sử dụng CapCut để edit một cái video. Video này sẽ dành cho những bạn nào mới bắt đầu sử dụng CapCut, và Nam sẽ có một bộ video từ cơ bản đến nâng cao, thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái video này nhé. Để sử dụng CapCut thì bạn cần phải tải CapCut về trong máy của mình. Thì các bạn có thể tải trên Google Play hoặc App Store. Và khi mà chúng ta tải về rồi ấy, thì chúng ta sẽ có một cái giao diện. Khi mà vào giao diện của CapCut rồi thì chúng ta sẽ nó có giao diện như thế này. Ở đây nó có dạng video hình mẫu ở đây, video mẫu nhé. Đấy, video mẫu thì các bạn có thể là thay 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 video của mình thôi. Video mẫu của họ nó sẽ như này. Đó, video mẫu thì có dạng hình ảnh hoặc là dạng video đều được, các bạn thì có thể là sử dụng. Rồi, mình sẽ đi chi tiết vào cái phần mà sử dụng video nhé. Rồi đây chúng ta để chúng ta tạo ra một cái video có hình ảnh đẹp, chất lượng rồi có nhạc thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta vào dự án mới. Ở dự án mới ở đây thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn một cái video này mà các bạn quay sẵn ở trên máy rồi đúng không ạ? Các bạn quay sẵn rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần edit thôi. Ở đây thì Nam sẽ chia sẻ cho các bạn các núm nút nhé, các núm nút. Cái nút đầu tiên là phần chỉnh sửa, đó chính là cái phần này giúp cho các bạn cắt này, cắt một cái video này, cắt một cái video ở phần tách này. Ví dụ Nam kéo ở đây, Nam ấn tách thì chúng ta sẽ cắt được cái video này. Cái phần tách này giúp cho các bạn có thể cắt cái đoạn video quay của bạn là phần thừa, những cái phần thừa nào, phần dư nào các bạn có thể cắt đi và chúng ta loại bỏ nó ra. Ví dụ chúng ta muốn loại bỏ đoạn này thì chúng ta ấn vào và chúng ta kéo sang đây, chúng ta sẽ xóa nó đi. Đó, xóa nó đi. Đó là phần tách chỉnh sửa này. Sau khi vào trong phần tách này thì chúng ta phần chỉnh sửa này thì chúng ta cũng có phần tốc độ, cũng có thể là biến cái video này là tốc độ chạy nhanh hơn. Đấy, tốc độ chạy nhanh hơn. Đấy, ví dụ như tốc độ bình thường này, chúng ta có thể là giúp nó chạy chậm hơn hoặc là nhanh hơn, chậm hơn. Ví dụ như 0,4 này chẳng hạn. Thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy video này chậm. Đó, rất chậm. Đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta đưa về bình thường hoặc đưa nhanh lên. Đấy, chạy. Đó. Đấy là phần tốc độ nhá. Rồi, đưa nó về 1.0 tốc độ bình thường. Rồi phần uốn cong là như thế nào? Uốn cong thì nó cũng là cái tốc độ của các bạn thôi. Cái tốc độ thôi, nhưng mà có lúc thì nhanh, có lúc thì chậm đó. Các bạn thấy rằng là các bạn nhé. Các bạn thấy rằng là ví dụ uốn cong này, Nam dùng cái uốn cong đầu đầu tiên này nhé, thì nó đang chạy chậm, trong đó nó chạy rất là nhanh trong nó về trạng thái bình thường. Đấy. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy không? Đó, nó chạy rất là nhanh, đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể là vào vào đây chúng ta điều chỉnh tốc độ uốn cong này, chúng ta điều chỉnh nhé. Đấy, chúng ta điều chỉnh này, xong lại nhanh một phát này, xong lại thế này. Đấy. Các bạn chạy này. Điều chỉnh này. Đó. Tức là chúng ta muốn nhanh đoạn nào hoặc là chậm đoạn nào chúng ta cũng có thể điều chỉnh được. Đó, chúng ta vào phần chỉnh sửa lại. Đó, đó là phần tốc độ nhé. Và bây giờ chúng ta sang cho nó về tốc độ bình thường đúng không? Chúng ta về cho tốc độ bình thường, năn. Đó. Quay trở lại. Phần hiệu ứng. Ở đây phần hiệu ứng của âm thanh có thể là hiệu ứng vào, hiệu ứng ra hoặc hiệu ứng kết hợp. Ở đây, hiệu ứng cho cái video này nhé. Ví dụ như đó, hiệu ứng này. Vào video này. Đó. Bắt đầu vào video. Đó thì nó sẽ nhảy vào. Đây, bắt đầu chuyển vào video thì bắt đầu nó sẽ nhảy vào. Đó. Rồi, chúng ta hiệu ứng ra này. Hiệu ứng nhá. Hiệu ứng ra video này. Đó. Khi mà kết thúc video thì nó sẽ như thế này được không? Được chưa? Bắt đầu này. Kết thúc video. Đó. Kết thúc video thì nó sẽ kéo vào trong. Đấy là phần hiệu ứng để chuyển video. Ngoài ra thì các bạn có thể là dùng hiệu ứng hoặc các bạn có thể dùng chuyển cảnh, ví dụ transition ở đây. Phần transition ở đây nó cũng sẽ giúp cho chúng ta chuyển đổi cái cảnh để cho cái video của chúng ta đấy. Đấy, transition này, kéo lên một chút này. Tức là phần chuyển cảnh để cho cái video của chúng ta nó gọn gàng,
nó gọn, nó không bị vấp, nó không bị giật các bạn nhé. Đó, rồi chúng ta tiếp tục vào phần chỉnh sửa. Phần phong cách này, phần phong cách này thì nó sẽ giúp cho cái video của chúng ta nó đổi màu theo cái hình ảnh này. Đấy, khả năng là cái này chúng ta dùng bản free nên là chúng cho nó cho rất là ít phong cách. Thì các bạn xem màu của video là như này nhé. Đó, các bạn thấy là nó giật 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 theo cái giật theo cô gái nhảy không? Đó. Rồi, tiếp tục vào phần chỉnh sửa. Ở phần này thì có phần âm lượng, chúng ta có thể tắt đi cái âm lượng chính của mình, tắt về không cũng được. Đây, chúng ta tắt về không. Đấy. Để xem phần âm lượng nhé. Kéo về không. Đó là chúng ta tắt tắt đi âm lượng. Đó. Cái phần trích trích xuất âm thanh này là cái phần mà giúp cho chúng ta có thể là cài thêm một cái âm thanh khác. Đấy. Cài thêm một cái âm thanh khác. Cái phần trích xuất âm thanh này là cái phần mà chúng ta có thể tách cái âm thanh riêng ra cái video của chúng ta. Đấy, bây giờ âm thanh của chúng ta nó đang ở trong phần video, bây giờ chúng ta trích xuất âm thanh ra. Đấy. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta có phần xóa nền này. Cái phần xóa nền này giúp chúng ta có thể xóa được cái nền hình ảnh của chúng ta đi. Bây giờ chúng ta lên xóa nền nhé. Xóa nền là chúng ta đã xóa hết đi cái phần nền của video này. Đó, phục hồi nền. Đó, đấy là phần nền. Cái phần nền này là giúp cho các bạn là như thế này. Nếu như chúng ta đang ghép hai video lại với nhau thì chúng ta xóa nền một video đi và một video còn lại thì chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái video rất là thú vị. Còn phần chỉnh sửa này là cái phần crop video của bạn. Các chúng ta có thể là xoay cái video đấy, cắt ngang đấy. Đấy, ví dụ như chúng ta có thể biến thể cái video của chúng ta đấy. Đấy, thành một cái video rất là rất nhỏ như thế này. Đấy. Rất là nhỏ đúng không ạ? Đây, chúng ta trở về nó 16:9. Cái phản chiếu ở đây nhé, phản chiếu ở đây giúp cho cái video của chúng ta nó xoay theo đúng tên. Ví dụ như khi mà bạn quay tên quay ấy, quay mà chúng ta bị ngược chữ, khi mà chúng ta ngược chữ thì chúng ta vào phản chiếu ở đây. Đó, chúng ta vào phản chiếu để cho nó đúng chữ. Trong trường hợp một số bạn quay ở trên màn hình của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ bị ngược chữ, chúng ta không đọc được, thì chúng ta phải vào phần phản chiếu này. Đó, để chúng ta phản chiếu lại cái phản chiếu là cái góc quay để chúng ta nhìn được cái chữ ở trên đó. Đó là phần chỉnh sửa. Bộ lọc này thì giúp cho cái hình ảnh của chúng ta theo cái phong cách của bạn ấy thôi. Chúng ta lấy màu cool xem sao. Đó, màu sắc nó khác biệt đấy. Đấy, màu sắc nó khác biệt. Rồi, chúng ta lấy một màu khác đi. Đó, màu sắc này nó khác biệt đúng không ạ? Đó. Tùy chỉnh giúp đây cho chúng ta điều chỉnh cái video của chúng ta có độ sáng tương phản, bão hòa, phơi sáng, làm sắc nét, đấy, đồ thị này, nổi bật, bóng, nhiệt độ, màu, tông màu. Tức là liên quan đến phần màu và ánh sáng ở trong phần này. Đó, chúng ta có điều chỉnh màu ở đây. Ví dụ cái video này chúng ta tùy chỉnh đi, chúng ta tùy chỉnh nhé. Ví dụ như độ sáng chẳng hạn. Đó, sáng tối này. Đấy. Rồi tương phản. Đấy. Tùy các bạn chỉnh làm sao cho cái video nó hợp mắt nhá. Độ bão hòa. Đấy. Cho ấm lên này. Phơi sáng. Đấy, các bạn chỉnh làm sắc nét. Đấy, chúng ta cần phải chỉnh điều hòa. Cái này là càng sắc nét, độ càng sắc nét càng cao thì cái mặt của chúng ta nó càng càng mịn bấy nhiêu nhé. Đấy. HSL này, chúng ta điều chỉnh cái tông màu báo cho nó phù hợp. Còn đồ thị ở đây thì tùy theo mà các anh chị, ví dụ kích vào màu đỏ, chúng ta cho màu đỏ tăng lên. Đấy. Kích vào màu xanh, chúng ta cho màu xanh tăng lên thì nó lên. Kích vào màu xanh dương này, cho nó tăng lên thì nó sẽ xanh, tăng màu xanh dương. Kích vào màu trắng, chúng ta cho màu trắng tăng lên thì nó tăng kiểu tăng sáng. Đó, tùy theo các bạn thích màu nào lên thì cho nó lên. Làm mờ này. Cái này là nó giúp cho làm mờ cái video của chúng ta đi. Đấy là phần tùy chỉnh, tiết là thẩm mỹ.
Thẩm mỹ là cái phần mà chúng ta có thể là điều khiển cái phần gồm có này, nó có mặt này, cơ thể này, chỉnh hình này. Chúng ta có thể bóp cơ thể vào và chỉnh cái hình của cơ thể của chúng ta cho nó hợp lý nhé. Thế bây giờ chúng ta vào chúng ta chỉnh bạn gái này đi nhé. Tùy chỉnh này. Đây, bây giờ chúng ta vào khuôn mặt đi. Đấy. Láng mịn mặt này, hình dáng mặt này, mắt to, mũi to này, mắt to này. Đấy, các bạn thấy là nhưng mà chúng ta kéo kéo vào thì chúng ta sẽ bị rúm cái hình này, các bạn thấy không, chúng ta kéo vào nó bị rúm hình. Đấy. Lên là các bạn phải kéo vào đúng người thì nó sẽ không bị rú mình đó, các bạn thấy không? Đấy, thế là bạn này eo thon luôn rồi. Đây là mặt nạ sẽ giúp cho chúng ta có thể là biến cái hình ảnh của chúng ta có thể thành các hình vuông tròn khác nhau đó, vuông tròn khác nhau. Rồi chúng ta dùng 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 cái lớp phủ ấy thì các bạn cũng có thể là cho hai video của chúng ta lên và chúng ta đưa hình ảnh lên và thành 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 hình ảnh thể hiện. Đây là lớp lớp phủ này. Lớp phủ thì giúp cho bạn mang được hai video nhé. Đây ví dụ hai video này. Video ở trên thì là M. Đấy, video ở trên M. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Phủ hai video lên. Đây là nếu mà trong trường hợp bạn cho ảnh nhé, chúng ta về lớp phủ. Bây giờ là Nam làm lớp phủ này, lớp phủ này, thêm hình ảnh này, thêm một hình ảnh chẳng hạn, đó. Vào đây này, lớp phủ này, đó. Sau đó ra kích vào đây, chúng ta thêm mặt nạ, chúng ta thêm mặt nạ. Đầu tiên chúng ta sẽ thêm lớp phủ trước, ít nhất một clip. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái hình ảnh vào trước đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm mặt nạ vào. Mặt nạ. Đó. Đó, chúng ta sẽ sắp xếp ở đâu tùy ý nhé. Nhưng mà cái mặt nạ này các bạn là phần phải chú ý là cái hình ảnh của chúng ta là nó cố định, nó cố định đó. Xếp ảnh đúng cái vị trí nhé. Rồi bây giờ bạn muốn chèn một cái hình ảnh lên video của bạn thì bạn sẽ làm như sau. Vào video này, sau đó các bạn vào lớp phủ nhé, các bạn vào lớp phủ, các bạn vào lớp phủ đây, lớp phủ đây đấy, thêm lớp phủ. Các bạn chọn một hình ảnh bất kỳ, ví dụ Nam chọn hình ảnh này đó. Nếu bạn muốn thêm vào một cái vị trí nào đó trên video, ví dụ như ở cái phút 00 giây 03 chẳng hạn, thì có phải là 03 để chúng ta xuất hiện cái ảnh này không, đúng không? Thì chúng ta sẽ kích kích vào cái lớp phủ của chúng ta bên dưới, chúng ta điều chỉnh cái khoảng dài đó và nó sẽ kích nó xuất hiện 1 giây chẳng hạn. Đấy thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Vậy thì nó trên thế này thì nó sẽ rất vướng đúng không ạ? Thì các bạn sẽ có thể phóng to hoặc thu nhỏ nhé, phóng to mà toàn màn hình hoặc thu nhỏ nó nhé. Đấy, hoặc là thu nhỏ xíu nó lại này, nhỏ xíu nó lại này. Đấy, nếu hình vuông của bạn nó sẽ không đẹp thì chúng ta có phải là chúng ta vào phần mặt nạ nhé. Chúng ta sẽ vào phần mặt nạ này. Đấy, mặt nạ này. Thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều hình, ví dụ hình trái tim. Đó, hình trái tim. Các bạn có thể là phóng to ra, kéo phóng to ra nhé. Phóng to ra tùy ý nhé. Rồi, điều chỉnh cái trái tim. Rồi, ok. Ở dưới đây thì các bạn kéo nó làm mờ nó ra. Đấy, kéo mờ nó ra. Đó, kéo mờ nó ra một chút xíu. Đó. Đấy, vậy là các bạn ok. Các bạn ok. Vậy thì chúng ta sẽ chạy. Đó, nó chạy như vậy. Thì tùy theo cái đoạn video của bạn, bạn có chỉnh về kích thước cũng như là độ dài tùy ý nhá. Đó. Đấy. Đấy là thêm hình ảnh trên video. Thứ hai nữa là chúng ta thêm cái phần text đúng không? Phần text thì chúng ta thêm ở đây.
chúng ta thêm ở đây. Đấy, chúng ta thêm ở đây. Ví dụ như đến cái đoạn dây dây 03 chẳng hạn thì có hình ảnh kèm theo chữ đúng không? Kèm theo chữ là chữ marathon đi. Marathon. Đấy. Đó. Vậy thì chữ này thì các bạn có thể phong cách tùy ý nhé. Phong cách tùy ý. Rồi hiệu ứng các bạn cũng có thể chọn hiệu ứng tùy tùy chọn. Đó. Hiệu ứng. Rồi. Rồi bóng bóng. Tùy nhé. Đây là cái chữ mà có kiểu dạng chữ tiêu đề đấy, chữ có nền đấy, thì các bạn tùy lựa chọn nhé. Rồi hiệu ứng động. Rồi hiệu ứng động này giúp cho cái chữ của bạn là có thể là zoom in, zoom out rồi xuất hiện như thế nào, nam xuất hiện như thế này chẳng hạn. Đấy thì đến đây nó sẽ nhảy lên. Đó, nó sẽ nhảy lên. Đó. Nhảy lên. Thì phong cách tùy bạn chọn. Đấy, các bạn có thể chọn phù hợp với cái video của mình. Đấy. Rồi vào ra. Đấy. Lặp lại. Lặp lại. Đấy. Như thế này chẳng hạn. Thì nó sẽ nhảy lên và đó. Tùy các bạn nhé. Thì đấy là phần thêm hình ảnh và thêm chữ vào video. Nhiều bạn đang thắc mắc là làm thế nào để thêm hình ảnh, thêm chữ. Rồi cuối cùng đó chính là cái phần chúng ta sẽ thêm nhạc vào nhé. Đấy, thêm âm thanh thì chúng ta kích vào đây. Có thể là âm thanh của các bạn là được tải ở trên đây. Có thể ở trên đây. Các bạn có chọn bất kỳ một bài nào trên đây. Đấy, ấn vào dấu cộng thì nó sẽ thêm vào đây. Nó sẽ thêm vào nhé. Đó. Âm thanh. Đấy, bây giờ chúng ta vào âm thanh chúng ta chỉnh. Đó. Chúng ta sẽ vào âm thanh đi. Đúng không ạ? Vậy thì âm thanh ở đây chúng ta có thể kéo kéo dài lên trên này nhé. Không. Cái phần ngang, thanh ngang này bạn đặt ở đâu thì âm thanh nó sẽ bắt nguồn từ đó, bắt đầu từ đó. Chỉ còn phần cuối này thôi. Phần cuối này các bạn có thể kéo ngắn nó lại. Đấy, các bạn có thể kéo ngắn nó lại tùy thích. Kéo ngắn nó lại đến cái điểm của bạn thôi. Muốn đặt âm thanh ở đâu thì đặt cái con ngang ở đó nhé. Ví dụ như đặt ở dây dây 03 để chúng ta có một cái âm thanh tinh một phát. Thì các bạn tải cái âm thanh tinh về máy nhé. Đấy, ví dụ như âm lượng. Âm lượng thì là to nhỏ rồi. Đấy, chúng ta sẽ sang phần âm thanh chẳng hạn. Âm thanh ở đây thì trên máy của bạn nó sẽ thể hiện hai phần. Đây là phần mà âm thanh của bạn. Ở trong phần quản lý âm thanh của bạn, bạn có tải về nhé. Đấy, đã trích xuất. Đây, của Nam đã trích xuất từ video. Không có này, từ thiết bị này. Cái phần từ thiết bị này. Đó, thì có phần âm thanh nào chúng ta tải lên đây và chúng ta làm các bạn nhé. Rồi, đấy là phần âm thanh. Thì một cái video các bạn có thể chỉnh sửa bằng âm thanh, hình ảnh, phần text. Một phần nữa là phần transition, đó là phần kết nối giữa các đoạn video lại với nhau. Thì các bạn có thể kích vào cái dấu trừ này. Kích vào dấu trừ này. Bây giờ chúng ta xem này. Chúng ta kích vào dấu trừ. Đó, nó sẽ giật. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển cảnh nó. Chuyển cảnh nó. Ví dụ như khoảng 1 giây đi. Đó, thì nó sẽ 1 giây rồi. Đó. Rồi, đấy là phần chuyển cảnh. Rồi, phần điều chỉnh màu thì chúng ta điều chỉnh rồi đúng không ạ? Thì một cái video của chúng ta có âm thanh, có hình ảnh chèn, có màu sắc, có chuyển cảnh. Vậy là đã ra một cái video hoàn chỉnh rồi. Vậy thì các bạn hãy luyện tập nó đi và chúc các bạn sẽ có được những cái video hay và hấp dẫn. Thế Nam sẽ quay trở lại với các bạn với những cái video có những cái hiệu ứng đẹp hơn. Nó đòi hỏi chúng ta cần phải có những cái kỹ thuật cao hơn một chút xíu, thì Nam sẽ làm cho các bạn các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.